Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện, sinh năm 1985, quê ở Gia Lai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty Alibaba, cùng 22 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Phiên tòa này đã lập kỷ lục trong lịch sử tố tụng với nhiều điều chưa có tiền lệ. Vụ án này có 23 bị cáo, tuy nhiên thì hồ sơ vụ án đã lên tới hơn 1 triệu bút lục, 500 trang cáo trạng và phụ lục cùng với gần 5.000 người tham gia tố tụng. Trong đó thì số người bị hại đã lên tới khoảng 4.500 người. Những con số trên thì cũng cho thấy là tính chất nghiêm trọng của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Alibaba được xét xử ngày hôm nay. Về mặt tội danh thì các bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo và có cái khung hình phạt cao nhất là chung thân. Cho nên đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng về mặt lý thuyết. Thứ hai nữa là có thể nói rằng đây là vụ án rất lớn. Số bút lục thì có lẽ cũng tương đương với cái vụ án Minh Phụng Epco ngày xưa, có tới cả triệu bút lục. Tòa là phải như vậy là dùng hai cái ô tô để chở toàn bộ tài liệu hồ sơ đến và sắp xếp cái chỗ để hồ sơ. Theo cái đánh giá của cá nhân tôi là người luật sư tham gia trong vụ án này, thì thấy tính chất phức tạp rất là lớn. Và thứ hai nữa là xuyên suốt trong quá trình thực hiện thì các bị can và bị cáo truy tố tại tòa có tính chất tổ chức cũng như là giá trị để gây ra cái thiệt hại cho những người bị hại rất là lớn. Vì vậy, hồ sơ vụ án chúng ta thấy rằng là gần 1 triệu bút lục và gần 140 thùng hồ sơ, an ninh phiên tòa là thắt chặt. Để đảm bảo cho bị hại được trình bày ý kiến trong phiên xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dựng 3 nhà bạc có sức chứa khoảng 2.000 người, bố trí ghế ngồi, quạt máy, lắp đặt màn hình LED, đặt bục khai báo ở sân trước trụ sở vì trong phòng xử không đủ sức chứa. Riêng nhân sự phục vụ phiên tòa này có khoảng 200 người, trong đó có lực lượng cảnh sát tư pháp, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bảo vệ, y tế túc trực tại chỗ. Việc tổ chức phiên tòa có số lượng người tham gia tố tụng lớn như thế này cũng được đánh giá là khoa học. Hội đồng xét xử làm việc cũng tương đối khoa học bằng cách là tuyên bố cái kế hoạch xét xử cho mọi người tham dự biết. Và kế hoạch của tòa là xét hỏi theo từng dự án, mà có bao nhiêu dự án thì xét hỏi bấy nhiêu dự án. Và khi xét hỏi vụ việc trong từng dự án một ấy, thì tòa sẽ hỏi luôn bị cáo, rồi thì những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, đặc biệt là những người bị hại. Và xét xử theo lối cuốn chiếu như thế ấy, thì chúng tôi cho rằng là rất là khoa học. Đây là một cái vụ án lừa đảo đặc biệt. Lừa đảo đặc biệt thứ nhất là ở lĩnh vực đất đai, bất động sản thì cái giá trị chiếm đoạt là rất lớn. Cái đặc biệt thứ hai là cái phương thức thủ đoạn tiến hành lừa đảo là các đối tượng lập ra rất nhiều pháp nhân, rất nhiều các doanh nghiệp bình phong, sau đó cũng tạo ra những dự án ma, tạo ra rất nhiều các cái dự án mà không có thật. Chúng tôi đã từng phát biểu trên rất nhiều phương tiện thông tin đại để chỉ mặt đặt tên hành vi vi phạm này, nhưng cũng có một chút đáng tiếc là sau đó thì sự việc phải đến 2 năm sau mới được đưa ra ánh sáng. Trong phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử đã hoàn thành thẩm tra lý lịch của 23 bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát đã tiến hành đọc cáo trạng vụ án. Được biết, hội đồng xét xử sẽ dành khoảng 9 ngày để xét hỏi các bị hại trong từng dự án. Ngoài những bị hại đã biết được thông báo của tòa án, trong sáng nay một số bị hại đã đến tòa để gặp thư ký, xuất trình giấy tờ cá nhân, hợp đồng mua bán dự án với công ty Alibaba và hỏi thủ tục tham dự phiên tòa. Sau khi xem qua giấy tờ, bị hại được thư ký tòa án hướng dẫn xem thông báo và đợi đến thời gian xét hỏi của bị hại theo từng dự án để đến tham dự phiên tòa. Phiên tòa xét xử vụ án tại công ty Alibaba đã diễn ra với nhiều điều chưa có tiền lệ và ghi nhận những kỷ lục trong lịch sử tố tụng về số lượng bị hại, số lượng bút lục hồ sơ hay những người có liên quan. Và để có thể tổ chức xét xử công khai ngày hôm nay, thì ngành chức năng cũng đã mất một thời gian dài để điều tra. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những diễn biến chính để xem Alibaba đã lừa đảo khách hàng như thế nào. Công ty Alibaba được thành lập vào tháng 5 năm 2016 với vốn đăng ký điều lệ là 1 tỷ đồng. Công ty do Nguyễn Thái Luyện làm chủ tịch hội đồng quản trị. Sau 3 lần thay đổi, đến tháng 9 năm 2017, vốn điều lệ của công ty này đã tăng lên 1.600 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành giữ 1% cổ phần. Nguyễn Thái Lĩnh, giám đốc và là em trai của Luyện, và Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện, giữ 99% cổ phần. Chỉ trong vòng hơn 3 năm hoạt động, công ty này đã có hơn 2.600 nhân viên và vẽ ra 58 dự án không có thật,
và thực hiện ký kết các hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt số tiền 2.260 tỷ đồng của khoảng 4.500 người mua. Năm 2017, lợi dụng sự quan tâm của người dân về bất động sản tại khu vực Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, công ty Alibaba đã tự ý vẽ bản đồ chi tiết 1/500 trên khu đất Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, sau đó thông tin về dự án không có thật để lừa đảo 493 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 16,6 tỷ đồng. Vụ việc ngay sau đó đã được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an vào cuộc xử lý. Sau thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thái Luyện và công ty Alibaba đã đổi hướng sang thu mua đất nông nghiệp tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận để phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Alibaba đã thành lập 22 công ty con. Nhiệm vụ của công ty này là đứng ra nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp số lượng lớn, lập hợp đồng ủy quyền, vẽ dự án không có thật trên đất, sau đó phân lô tách thửa trái quy định, quảng cáo bán đất. Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi như là cam kết lợi nhuận cao với khách hàng từ 18% một năm trở lên, cam kết mua lại với giá cao từ 30% cho đến 38% sau 12 đến 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, hoặc thuê lại với giá 2% một tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng, có dấu hiệu lấy tiền của người mua trước trả cho người mua sau. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền đất thổ cư đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết, mà thay vào đó là chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo. Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lĩnh là Tổng Giám đốc công ty Alibaba. Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố. Dự kiến là phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại công ty Alibaba sẽ kéo dài gần một tháng, kết thúc vào ngày 6 tháng 1 năm 2023. Trong ngày đầu xét xử vụ án ngày hôm nay thì đã có rất nhiều bị hại được mời đến tòa. Và phần lớn trong số đó đều đã dốc hết tiền tiết kiệm, thậm chí đi vay mượn thêm để đầu tư vào đất, theo lời chào mời của các nhân viên công ty Alibaba. Và đây chính là điểm bắt đầu cho những bi kịch chưa biết tới bao giờ mới đến hồi kết. Từ 6 giờ sáng, ông Thống đã có mặt tại tòa án thành phố Hồ Chí Minh. Hành trang ông mang theo là các giấy tờ, hợp đồng mà ông đã giao dịch để mua đất của công ty Alibaba. Đến tận bây giờ, ông cũng không ngờ là mình đã bị lừa 800 triệu, số tiền mà ông đã dành dụm nhiều năm để dưỡng già, thậm chí là còn phải đi vay mượn. Nghĩ không bắt được. Từ nó chỉ đất cho mình rõ ràng đất từng lô, không thể nào mình ngờ được cái gì. Nó thấy nó làm ăn, nó phát đạt quá mà thấy... dinh cư nó mướn văn phòng nó quá lớn đi, 120 kha/cân đó, nó có tòa nhà sừng sững, nhân viên nó như thế, nhân viên nó cả ngàn nhân viên như thế, thì thấy như thế này làm sao nó lừa đảo được? Nói chung là mình cũng cả tin quá là mình sai lầm. Đã có rất nhiều nhà đầu tư xuống tiền mua đất của công ty Alibaba vì mỗi lô đất có giá rất rẻ, cam kết lợi nhuận thì lại rất cao. Tất cả họ đều nhẹ dạ đặt niềm tin vào một công ty hoạt động gần 3 năm với đội ngũ nhân viên hùng hậu, để rồi tiền thì đã giao, đất thì không thấy, lợi nhuận theo cam kết cũng không nhận được, gia đình cũng không còn yên ấm. Chúng nó bỏ ra tới hơn 2 tỷ đấy, và mua hơn chục lô đấy. Một lô thì chỉ có hơn 100, 120 thì cái giá quá rẻ. À. Thế và cái quy hoạch mà nó vẽ ra ở chỗ đó thì thấy nghe là cũng có triển vọng. Chứ còn đúng luật hay không đúng luật thì mình thực ra là không hiểu. À, không hiểu có đúng luật hay không. Chỉ thấy là nó hoạt động mấy năm mà không thấy có cái gì cả. Thì như là phong trào đua thì mua thôi thôi. Gia đình của tôi là bán nhà ở trên thành phố này để muốn mua lại đất chia cho anh em, rồi là tất cả anh em đều có nhà có ở. Bây giờ bán đất rồi liền làm một lúc 9 hợp đồng thì mục đích là lấy đất để làm nhà chứ không phải là tôi góp tiền gì. Bây giờ không những không có đất, cuối cùng gia đình nhà tôi, các vợ con của các em tôi, các anh tôi bỏ nhau về cái chuyện. Hơn 4.000 người bị hại ngày hôm nay đã bước vào phiên tòa mà họ kỳ vọng là sẽ lấy lại được số vốn mà mình đã bỏ ra. Chặng đường này sẽ còn dài, nhưng có lẽ họ đã nhận được bài học cho chính mình trong việc đầu tư. Ngoài sự nhẹ dạ cả tin của người dân trong giao dịch bất động sản, vụ án này cũng đặt ra vấn đề về sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng,
Bởi nếu quản lý chặt, theo dõi sát diễn biến thị trường cũng như tình trạng phân lô bán nền diễn ra ồ ạt, thì có lẽ số lượng người bị hại, những người mất tiền vì những chiếc bánh vẽ của công ty Alibaba đã không lên đến con số hơn 4.000 người. Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty và chỉ đạo người thân, nhân viên đứng tên để nhận chuyển nhượng số lượng lớn đất nông nghiệp tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Sau đó, Luyện thành lập để vẽ các dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô tách thửa trái quy định, dùng truyền thông để quảng cáo bán dự án. Để thu hút khách hàng, Luyện cam kết sẽ mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, hoặc thuê lại với giá 2% một tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Tổng cộng trong vụ công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền, Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 công ty, vẽ ra 58 dự án không có thật, tự phân lô, tách thửa, trái pháp luật, lừa bán cho hàng nghìn người, chiếm đoạt số tiền 2.260 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về những phiên xét xử tiếp theo của vụ án này. Mời quý vị đón xem. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyện trong ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.